Cây này có mất cảnh chứ. Không ở anh đây em cầm anh vặt những cái quả chanh ngon thế, thế, thôi thế thôi không đúng vào đúng được bao nhiêu đâu thế thì chanh anh nói chú anh là những cái thằng mà mẹ đấy chú còn là cán bộ nhà nước nhưng mà là sao mà đúng không nói chú thông cảm cái vườn này của anh nó mà những cái loạt này vâng. Sau mấy cái loạt này không có 20, 25, 30 nghìn trở ngược, còn cái đợt trước còn chanh nhau vào cắt anh là không bán. Thế bình thường anh làm nhà nước là làm ở lĩnh vực gì? Anh đấy làm gì không một đấy, cai nghiện đấy. Chăm cái này nghe có vẻ nó cũng nhẹ nhàng. Quá là đơn giản. Quan trọng là có mặt có diện tích mà trồng hay không. Quá là đơn giản, nhưng mà cái này 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 hôm trước là Nga nó không ấy này. Nó không phun. Nó không phun, bây giờ có hai vợ chồng chú vào là có hai vợ chồng ở nhà thì anh đi làm suốt. Đấy. Theo đừng đừng chụp vậy đó. Ừ. Đây này. Chú bảo như những cái cây này nhá, anh nói xin lỗi chú chuẩn bị nó lại ra tất một loạt này. Đúng ra là anh ở nhà anh phải phê bỏ hết rồi. Để nó nuôi cái kia. Để nó nuôi cái kia nhưng mà anh tham anh cạ. Đây này. Ừ. Cái loạt này đây. Không như mình tỉa bớt được. Không bây giờ tỉa nhá, đang đây là anh đang chiết vừa làm cỏ vừa bán giống. Anh đi trước 1-2 năm bây giờ thì anh bán giống cũng được, tại vì hai nữa là quả của nó tứ. Ở đâu ạ? Một vườn dưới đấy nữa. Như vườn dưới kia anh trồng chung với thằng em. Đây, anh ngồi xuống cái cạnh này thì em cái này cũng sai thế đấy. Những cây trên này thì nó bắt hết, là nó cắt hết. Đây này vẫn đang ra tiếp, mà những cái cây này nó ra mai nó sau nó vẫn đang ra suốt. Ừ. Đây chú đến đây anh cho chú xem cái cây này mà anh thất kinh nó xong đến bây giờ anh phục nó mãi chưa được. Sao thế nào? Sai quá. Nó sai có nghĩa là để quá, còn quá sai. Để mình tham mình để đến lúc bắt đầu nó quậy. Không chăm được bắt đầu. Kết quệ. Không đủ dinh dưỡng để nuôi con. Dinh dưỡng để nuôi quả. Nhưng mà đến bây giờ bắt đầu cây này cứ bảo quả nào cắt được là anh bảo Nga cắt. Cắt bỏ để cho nó bây giờ mới bắt đầu mới phục được. Bây giờ tự nhiên cây này nó tự nhiên nó thành màu một mình nó một kiểu ấy. Đấy. Nó vàng vàng lá này đúng không? Cũng như cây này thì nó khỏe. Chanh này là nó ăn nổi hả anh? Ăn nổi, anh trồng nổi tất. Trồng nổi tất đúng không? Đây này. Mà cái loại này bão không sợ nhỉ? Đấy bao như mấy chân vừa rồi đấy, anh nó trồng không, nổi không tất đổ đấy. Nhỉ? Trong nồi mà cái này có nghĩa cái bầu